Là phải trong mặt luôn nghe chưa? Lắc ngoài rớt chứ là thôi được rồi, chống mặt rồi. Sao nó ngồi lên đây đi. Anh, hả? Cho ngồi lên cổ anh. Phương ơi, Phương anh lắc đầu kìa. Mít ơi, Mít ơi. Lắc ngồi trong mặt quá. Đấy là lắc á. Ôi ôi ôi, ở quyết phần chán và đầu ba rồi. Ừ, nó hồi trong mặt. Thôi đừng lắc con nữa. Ừ, nó không lắc nó kìa kìa. Mới cửa đi, mới cửa đi. Ai mi ăn cắt hết rồi. Rồi. Thôi mình mới rồi.